morning. Hôm nay tụi mình sẽ đi ăn nem nướng. Dân nhỏ em nó chở đi. Mình đang ở khu Sinobin, là một cái khu rất là nhiều người Việt. Và hôm nay con em mình sẽ dẫn mình đi ăn nem nướng. Ai cũng thường là ai cũng ngạc nhiên hỏi là tại sao đi đi bên đây không mà ăn đồ Tây mà cứ phải đi kiếm đồ Việt Nam ăn. Bên đây ăn đồ Việt nó lạ lắm mọi người ạ. Đi nói chung là người ở xa mà qua tới là gặp mà bà con Việt Nam là sẽ ăn đồ Việt. Nhớ cái đợt vừa qua tới chứ. Còn mà ta cho ăn. Hello. Cưng quá trời vậy mà bắt nhỏ sáng sớm dọn đi lạnh này sao? Ừ. Nghỉ ở đi bà. Mà nó có phụ lộc. Ủa làm sao? Bà làm tôi chửi bạn tôi bà. Sáng em hơi phật. Ủa vậy kêu anh theo thêm một phần như là một phần nem luôn cho rồi. Ủa rồi sao? Rồi sao thêm nữa sao? Đây ăn hồ ba mà. Cô ơi ăn một chút. Mình ăn một chút. Đâu có nhiều anh nữa tiếp tục làm được cũng có nha, không tốt cả đúng không? Tôi đã bảo anh đi đi là cái ý là nó tốn tiền hai lần hạn khỏi đặt dịch tí. Hôm qua em đi mà.
Chào mồm luôn. Đồ gì mà à, mắm cá sặc có đủ không có thiếu. Cá linh, cá linh xoay y như Việt Nam. Nước mắm cho limit. Này là gì? Tôm chua, ngó sen. Trời, ngó sen trắng dễ sợ. Cái này là gì không biết. Dạ. Gì? Rau giảm giá hay là gì mà thời tới vậy? Cái nhà em có chồng. Cái nào? À, anh thích ăn. Hôm bữa ở bên bên Hàn Quốc á, trời trái này nó bự. Anh đi ngay cái độ cái đợt mà chết người Halloween ở Itaewon á, anh ở trong đó luôn á. Trời má ơi dữ. Mà đêm đó hả, anh đâu biết. Cái ông muốn 4 đồng 98. Lamb.